in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. À, hello, chào anh em nha. À, chào bạn Quang Huy nha. Đợi khi múc một
Để khi múc phần hoàng lửa hả? Thầy có phiền rồi múc. Ờ, cái bạn hình như bạn phụng ngọn lửa này hơi hơi yếu hay sao á, mình đâm mà bạn có lửa bảo vệ phải mà cũng chết. Hồi đêm chưa tỉnh luôn. Ê, quên nữa, bạn phụng hoàng lửa đang miễn kháng. Trời ơi trời, quên bò đi chỗ khác. Rồi có đâm luôn không? À, phân thân nữa. Chỗ em hả? Này ấy cho bạn phụng hoàng lửa tỉnh à. Tỉnh là đâm bạn phụng hoàng lửa. Bê cho hồi máu luôn, mình đang hết máu. Rồi full mực tổ, bạn này full mực tổ luôn hả? Ghê vậy. À nhạc kìa hả? Mất nhạc, không có nhạc. Quên nữa coi có âm thanh không? Mấy bữa mất âm thanh luôn. Rồi quăng xuống dưới được không? Hay quá. Mỹ Linh. Cho nằm cục luôn. Chúng ta chỉ là lại gì con gái. Rồi bạn này sắp hết máu rồi, nếu mình ra là mình băng bạn ấy, đâm bạn ấy luôn. Rồi băng ơi. Ôi, Dino ra trước mình nữa.
tạc nhân luôn bị ghê. Rồi có bay lên không? Rồi bay qua đây. Thôi lại hình trứng. Rồi án này toàn mang sát, đúng rồi, đâm đi nô to ấy sợ luôn mà phòng thủ thì yếu. Chẳng 43.000 luôn. Rồi có bơm không? Rồi cắn ba phát chết luôn. Bạn này bị mình cắn đau sợ luôn, 40.000 luôn. Gặp mấy bạn khác cắn có 20.000 à. Bạn đại sư này chắc mang mang sát không à, nên cắn đau và cố. Rồi gặp bạn vô danh với bạn nào luôn. Vậy mà nãy bạn đại sư 48 nó đâm mình mà chưa ngủ được, đâm còn xíu nữa mới ngủ mà mình chưa ngủ, mình cứ cắn riết. Chưa chết luôn. Cắn bằng này đâu đâu thấy sợ luôn. 71
Ui trời, bảy chạy lên 72 luôn. Rồi hai trận luôn. Nhỏ gặp em bảy này nữa. Anh cho em xin một mạng quá ạ. Ở một quán hả? Mới đi mà xin gì trời. Căng quá. Khổ mới vô, mới đi được ít xíu mà xin ít người cho lắm, phải cuối giờ thì còn cho được. Mình để ý là hình như là từ cái ngày mà up cái phiên bản mới tới giờ hình như Vinagame fix cái giảm thương xuống rồi, không còn giảm thương châu như lúc xưa nữa. Cái phiên bản cũ nó cái giảm thương nó cao, còn cái phiên bản mới này như ác nào nó cũng bị phích giảm thương hết trơn hay sao á. Bây giờ ác mình mà đâm chết tùm lum ác luôn mới ghê chứ, mà mình đâu có lên nhiều đâu mà cũng bị mình đâm người khác cũng chết. Nó phích bớt giảm thương để con quỷ đại sư nó bớt châu một tí, mình thấy là vậy. À, chào bạn Nam Phan nha, nãy giờ không thấy không thấy lên tiếng. Thường lúc trước cái ác của mình á hả, đâm không có chết được ác nào hết trơn á, mà lúc này đâm một phát là chết hết mấy ác khác. Mình nghĩ là Vinagame nó phích rồi.
Wow, còn cái bạn này chạy cái rồi Dino đâm luôn, full đâm coi có chết nổi không. Bạn này xe rồng. Ôi rồi mất rồi. Lửa tới thui không thấy đường. Rồi. Bật thì bước tà long lên năm luôn. Ô, bật thì bước tà long lên móng năm à. Rồi, nằm nó đi đốt hết máu luôn. Rồi có bay không? Bay hay là hồi máu? À, làm gì có ma pháp? Nè có chứ. Nãy giờ bị đâm là lên ma pháp rồi. Đấy, bị dướng luôn. Chắc băng phát nữa chắc chết luôn. Ơ đừng đào em ơi. Đánh băng cho chết đi. Đào cũng chưa chắc gì để giết được. Ôi trời ơi. À giảm thương với miễn thương phích nữa. Hàng gì Dino mà không lên lửa bảo vệ hình như là thấy ai đâm cũng hết máu. Nào đâm mà Dino cũng ngủ hết trơn. Miễn kháng hả, quất luôn. Ngọc chưa chết luôn. Mà ngay chạy phản chiếu rồi, trời thằng nhân luôn ghê. Sao Dino là cầm vaccine hả? Dino phải đi đào, vừa cầm vaccine mà vừa vừa cầm thằng nhân luôn thấy hả. Phích đại sư không bích phích cái gì đâu không rồi. Để mai hình sáng nữa. Giảm rồi, anh cũng thấy có nhiều người bảo là sát thương với miễn miễn thương với giảm thương đồ giảm khi nó game phích hết rồi. Bây giờ mang hình sáng vô chưa chắc gì đã không mất máu, bị mấy con đâm to đâm là mất máu như chơi. À giờ nên up HP để trâu hơn hả? Rồi up up máu không biết up máu ở đâu ra. Rồi gặp tớp rồi, xong phim. Gặp tớp mà gặp cái map mua lân này nữa thì khỏi đào. Map gì đâu mà nó sâu và cố luôn, đào kiểu gì.
2,15 luôn à. À, chào anh Thọ nha, hello anh em đang xem live ạ. À, được lên TV. Nó đâm mà mình đâm luôn đi chứ. Rồi, nó muốn làm gì làm đi. Chắc Dino bị đào á. Dino không có miễn kháng. Thì phích giảm thương của đại sư rồi, phích giảm thương của tất cả các các nhân vật rồi, bởi vậy đâm là ngủm à. Giờ không, giờ hả, giảm thương yếu lắm. Rồi công kích luôn. Giờ Vinagame sát thương lên cao, còn giảm thương với lại miễn thương nó bớt xuống rồi. Thế bây giờ đại sư B cứ đâm luôn. Đại sư B mà bé bé là cứ đâm luôn. Trời ơi, em mất máu kiểu gì? Đâu phải máu muốn 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 tăng là được đâu. Trời ơi, máu khó tăng mà cố luôn. À, phong bắn bét lấy máu hả? Trời ơi, viết 15 mà chơi gì, đào rớt đâu mà rớt. Các bạn ấy nằm đây hả? Đâm cho nó hết dáng thôi chứ gặp bạn này viết 15 tem mình chơi không nổi đâu. Tại Dino vô tự nhiên full đâm rồi cái chứ đâu có làm gì được nữa đâu, vô full đâm mà không miễn miễn kháng là biết đào chết rồi. Kiểu này là phải nghe lời bạn, mấy bạn đi phong ấn máu hả? Nếu mà phong ấn máu thì mình chỉ có con rắn thôi. Chỉ có phong ấn được con rắn mới mang máu thôi.
mang có 6.000 đồng mà đâm to rồi. Không phải mình đâm to đâu mà tại vì Vinagame nó phích giảm thương với miễn thương lại nên mình đâm nó to. Phong ấn bét, ừ đúng rồi. Thì phong ấn con rắn lấy máu. Phong ấn con rắn lấy được 8% máu. Ồ, máu mình giờ vô trận là được 48.000 thôi. Bốn tám ngàn gì giờ người ta đâm to mà cố luôn giờ máu máu triệu mấy đâm còn chết nữa mà nó chi mà máu có mấy trăm hồi hổ luôn hả, trời ơi hai con hổ luôn. Thấy bà rồi mà map này map trống nữa là trốn đâu trời. Ừ nè đó bạn này không miễn kháng đào đi nuôi không miễn kháng kìa. Má ơi cái hồ lô này đào ở đây có chết không biết nữa trời. Ồ chết may quá chết. Ồ gió gì sao đào ấy, gió gì không đào được mít nè ấy quý lắm. Gió 2.8 nữa. Rồi bay lên đi, bay lên cho nó chắc. Bạn này à, nếu mà có liên kích thì mình vẫn còn cái tên ngủ mà. Ơi tính cầu thần đóng mà cầu cũng ra tính bắn ba cái cầu thần tốc mà nó không ra. Úi giời má ơi. Gà dữ người ta. Bữa ngọc. Đó. Bay chúng chúng cái cục à, gặp mấy tên to thì thằng top 10 bán chạy được một lần hả? Không, tại gặp mấy tên to là mình có được bắn đâu. Người cùng đâu mà người cùng tư tưởng mà ngáy bay đập đầu chết chứ còn anh là bay mít
người ta bay chuẩn rồi, hai bằng hổ tiếp. Nhập cái map gì đâu không người trời, lại sang tiếp, đo cho kỹ sang bay lâu lố ra là chết luôn á. Chắc khoảng lực xâm lâm chắc được rồi. Đấy. Đấy này lên hố đen rồi cứ lên liên tích. Trời ơi. Lâm Lino mà to quá. 65. À, dẫn dắt cho các bạn 66 này rớt em ơi. Ôi kìa các bạn 48 mình sắp chết rồi kìa. Đúng rồi, Dino không có lửa bảo vệ thì thấy gì đâu mà đâm chai không mà. Ôi trời ơi, đừng nói bắn rớt anh nha. Hay hay vậy. Rồi tôi chắc luôn. Mấy bữa bảo anh tôi phải không? Nè anh bảo lại tôi chắc luôn. Rồi nằm đây là bạn ấy không có liên kích mình được, chỉ có đào thôi, đào chỗ này cũng không có chết được. Đấy, qua nào đi nơi bò không được xuống luôn, với bò được xuống là mình đào trước ở dưới thôi, bò không được bị vướng. Mình bị vướng, bò được là mình đào trước rồi. Bà ơi. Tôi tưởng đào không rớt nữa chứ trời, thấy nó mé mé rồi. Đi lắm rồi mà nó rớt. Hỏi hai bằng hổ này nãy giờ bị hai anh em mình đào. Có gặp nữa không? Chứ mấy bạn ấy máu tới cả miếng máu nữa. Trời trời, gặp hai cái kiếm thánh luôn trời. Rồi gặp hai ông thần với trai hôm qua mình thua hai gián đây. Hai bằng này đâm cũng to. Tại Mino lúc này chạy chay không có đầu tư ác nữa nên không hơi yếu.
chứ lúc trước Vino đầu tư nhiều thì ác mạnh mà cố luôn, này đầu tư hơi ít chuyển tích luôn. Rồi đậm luôn hả? Đấy, đậm to mà cố luôn. Rồi mình quất cái này chết luôn à. Tên mình đi. Ui chết cha, không thấy tên mình luôn. Dở quá. Ơi trời, bắn gì gà vậy? Chay là nó cắn chết ngắt rồi, dở thiệt, cố dở. Quên mà ngấy bơm máu mình quên, mình bắn chay hai cái rồi chết rồi. Còn đi full đâm nữa khổ. Full không trúng nữa mới ghê. Nào bạn này xài xài nước nữa bởi vì bị kẹt rồi, như nằm chúng mình nó bị nó bị lắc rồi. Cần nạp 200 lấy đột biến. Hình như bạn này có tâm ma mà hình như là không có ngủ yên nước hay gì á, không mang theo ngủ yên nước hay gì á. Trời cũng có góc luôn mới ghê chứ. Không có góc. Bỏ không được. Gặp cái gió bà trợn như cái gì vậy?
Không biết có tên đi bắn đường trái nữa không? Chắc không luôn. Rồi may quá có tên bắn đường trái. Bạn này có ngủ nguyên nước rồi, bởi vậy khó nhai. Ghét. Cái bề mình xúc luôn. Rồi. Không phải rồi. Mình chờ mình có khiên lên mình đâm luôn. À không, không đâm được, phải giết phân thân mới đâm được. Phải hết phân thân rồi mới đâm được. Cái gì vậy? Ở giữa mà đêm. Sao đào vậy? Rồi hết phân thân rồi kìa. Trời ơi, bắn xà lắc luôn. Cái gió to này phải trừ bớt lực. Gió to quá, lực nó chạy ghê quá. Mang ngủ nước này khó chơi quá. Đại sư mang nước này khó chơi quá.
đại sư mang nước này phải phải bạn ấy không bê về thì mới mới giết được, chứ không mà bạn ấy bê cũng khó giết. Này chỉ có nước đào này thôi chứ chứ đâm bằng này sao chết ta, chưa biết đâm kiểu gì cho chết được. Dư miếng rồi đụng đụng một cái mà miễn kháng cái đầu tiên luôn, ghê. Khi chạy bùi gai thân luôn. Rồi không phải chúng mình. Rồi bạn ấy nằm chỗ cũ rồi. Ấy ấy một chút bạn kia nhặt được hạt nhân là mệt luôn. Rồi dẫn dắt đâu,
Ôi dư rồi, không thích được gốc. Hết gốc đi phích. Tính bò lấy gốc mà bò vô xong rồi chỉnh gốc không kịp. Căng quá, chơi với bạn này hết giờ luôn. Giờ bạn kia đâm đi nô gì chết được nữa, máu này nhóc nữa, đâm sao chết. Giờ đi nô bắn bắn nãy giờ chắc máu lên 8-900 gì. Ủa mà Dino đâu có thần sáng, ế sao có thần tối nữa đâu mà bắn mất kia. Cái này chín trái hạt nhân cũng chưa chắc gì xuống được. Ôi rồi lại bay. Ồ không ra sao anh bằng được. Anh thấy không ổn chừng nào, không biết bắn mà ngày biết chừng nào mới xong. Rồi nằm chỗ cũ luôn. Sáng bảo vệ. Ôi trời ơi, có hạt nhân luôn. Bạn đi nhặt được hạt nhân mà chưa biết xài lúc nào thôi. Tại cái map này sâu quá, chưa chắc gì chính giá hạt nhân đã xuống được. Thân nữa hả? Ôi súc. Đâm luôn đi anh ơi.
lại không không đâm được. Chết rồi, không có tới tên Nino. Rồi hồi 70.000. Cái hạt nhân mà mất người ta ta xài bao rồi, xài bao á thì quất luôn cái dẫn dắt luôn đi. Anh thấy lúc nào bao cũng ra hạt nhân dẫn dắt là ngon rồi. Rồi phải lên ngay đi nô luôn. Quay đầu ở bên này. Quay qua đầu bên này, quay đầu bên kia. Ôi ôi, sắp chết luôn. Căng quá nãy mà đi nô bắn trúng là chắc chết rồi. Trời, quất Nino ơi, không bê kìa, cơ hội. Cơ hội từ đầu trận tới giờ luôn. Rồi xong hết cơ hội.
rồi không cài miễn tháng luôn. Bắn vô ngay đầu chín trái luôn mà không chạy miễn kháng, ghê. Rồi anh em cho mình xin like nha. Trận đấu cảm xúc quá bởi vậy. Win trận này là đủ luôn nhiệm vụ vợ chồng rồi mà không win được. Rồi bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Nay quên được mấy trận anh ơi hả? Rồi, quên là ngon rồi.